năng tốt, tôi có khả năng truyền cảm hứng và các anh chị đi học sẽ rất thích tôi. Tôi dám khẳng định, bây giờ ngày hôm nay chưa hết nhưng tôi khẳng định là điều đấy là sẽ đúng. Và các thương hiệu họ cũng tìm tôi. Và nó giống hệt như các anh chị đi tuyển đại lý. Hiện nay, tôi không nêu tên, hiện nay khoảng 4-5 thương hiệu lớn đều gặp tôi và tìm tôi và nói rằng là muốn mời anh về cổ phần với bọn em để đào tạo, để tuyển dụng các đại lý cho bọn em. Nhưng mà các anh chị tưởng tượng, cùng một lúc 5 thằng mời thì thứ nhất là mình cũng chỉ chọn được một thằng thôi. Bởi vì nếu mà mình chọn cả 5 thằng thì xong nó, thứ nhất là mình không có thời gian để làm. Thứ hai là tất cả 5 thằng đấy nó nhìn mình không ra gì cả. Đúng không ạ? Mình từ chối 4 thằng và làm với 1 thằng thì cả 5 thằng đều đánh giá mình cao. Mình lại âm thầm đi cổ đông với cả 5 thằng. Thì 5 thằng đấy nó đánh giá mình không ra gì cả. Và khi có quá nhiều lời đề nghị như vậy, đại lý là tôi này, suy nghĩ. Và suy nghĩ mãi, chả làm. Thì mình nghĩ mãi nó không hành động á. Có khi có một đứa nó mời thì có khi mình có mỗi cơ hội đấy thôi, cố mà bán. Nhưng mà năm đứa nó mời thấy là có vẻ mình có giá, chảnh chó, ế chồng, ế chẳng, ế chơ ra mới biết. Các đại lý bây giờ cũng bị rơi vào tình trạng như vậy. Cho nên là gì, mình phải rất kiên nhẫn và trong trường hợp đấy nhá, mình đừng có trở mặt với đại lý. Mình thậm chí nhá, lời khuyên của tôi là mình vẫn nên là gì ạ, kết bạn với họ, vẫn nên trò chuyện với họ. Và nếu như họ không đi cùng mình, đây là một quan điểm tôi đánh giá rất nhân văn và cao đấy. Nếu như họ không đi cùng mình thì hãy giúp đỡ họ thành công với hệ thống khác. Và đến khi nào họ muốn quay lại với mình thì hãy tiếp tục là gì ạ, đón nhận họ và giúp họ thành công với mình. Thay vì là nó không làm với mình, tức là nó là đối thủ của mình và mình tuyên chiến với nó, con đấy không ra gì cả. Lên mạng rồi dùng nick ảo, nick tiếp vào chửi bới, rồi feedback đều nhiều lắm. Những trò bẩn ở trên mạng nó rất là nhiều. Tôi khẳng định là cái chuyện đấy giữa các cái hệ thống mỹ phẩm hay là các hệ thống đại lý phát triển bây giờ xảy ra thường xuyên cơm bữa luôn. Cơm bữa luôn. Thậm chí nó còn có trường hợp như này ạ. À, đại lý của tôi giới thiệu bạn thân của cô ta vào hệ thống của tôi. Sau khi cô ta vào hệ thống, cô ta lại đi với tôi. Cô ta phát hiện ra rất nhiều các hệ thống khác. Sau đó cô ta lại bỏ rơi chính tôi và đi tìm các đại lý khác. Thế vậy thì các bạn bảo tôi phải làm gì? Đúng không ạ? Tôi gọi cô ta đến tôi xỉ vả, tôi chửi là mày thế này, mày thế khác à? Tại vì sao? Đấy là sự lựa chọn. Bạn phải, tôi vẫn hay nói với nhân viên của tôi là gì? Bạn phải đủ tốt để người ta ở lại với mình. Còn nếu bạn không đủ tốt, người ta ra đi để chúc cho người ta thành công. Thì mình làm như thế, tất nhiên là trong lòng nó cũng có cái gì đấy, nó cũng hơi gợn gợn đấy. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn tốt hơn là mình cứ thù hằn, mình cứ bực mình. Đấy, mình vẫn chị em, vẫn thân thiết, thậm chí là em bán cái mỹ phẩm kia hay là cái thương hiệu, cái sản phẩm kia có tốt không? Kỹ năng của em chị thấy chưa tốt đâu nên em chị giới thiệu cho em chỗ này chỗ kia học đi vân vân, giúp cho họ thành công thì họ sẽ giới thiệu lại khách hàng cho mình, thậm chí mình vẫn duy trì được những mối quan hệ và mình sẽ học hỏi được họ, chứ không phải là mình với họ sẽ đối đầu với nhau và không bao giờ nhìn mặt. Thì thực sự là cá nhân tôi này hoạt động theo cách như vậy và tôi vẫn khuyên các bạn, tại vì gần thời gian gần đây thì các đại lý của tôi ít đại lý hơn chị Trang rất nhiều vì tôi mới làm. Thì các bạn ấy, các bạn sinh viên của tôi tuyển được sinh viên ra trường ấy. Có mấy bạn ấy bán cái hệ thống mỹ phẩm của bên Bio ấy. Bên đấy họ bán, có một bạn đại lý là gần như một trong những đại lý bán mạnh nhất, họ bỏ, họ làm lên số khoảng 60 tỷ một năm. Một bạn là bán 40 tỷ, tức là riêng hai bạn đấy là nghỉ là Bio mất khoảng cỡ 100 tỷ. Thì hai bạn ấy bây giờ về làm cùng với tôi, tức là rủ tôi làm. Thì các bạn ấy tuyển đại lý chứ tôi không tuyển được đâu. Vì từ xưa là bây giờ tự dưng thấy Phan Anh quay ra bán dung dịch vệ sinh phụ nữ với cả viên đạt phụ khoa. Ừ đấy, các fan hâm mộ rất sừng sốt. Các bạn, nhưng không sao cả. Mình không làm gì ăn cắp ăn trộm, mình không làm gì sai, mình không sợ.
sản phẩm có chứng nhận đàng hoàng, bán bình thường, ai mua không mua, không có gì phải sợ cả, đúng không? Đấy là một cách suy nghĩ chuyên nghiệp. Thì bắt đầu gặp phải tình huống như vậy, và tôi cũng nói chuyện với các bạn đại lý là tôi bảo là các em hành xử theo cách như vậy, đừng có bực tức người ta. Mình cứ tiếp tục yêu thương và giúp đỡ người ta, rồi đến một lúc nào đấy người ta sẽ quay lại với mình thôi. Tất nhiên yêu thương thì hơi mệt nhỉ, mình sắp sửa lên chùa đến nơi rồi, bởi vì là mình có lòng từ bi như bồ đề. Ok không? Có ý kiến gì không? Lại tiếp tục câu hỏi nữa. Rồi, xin mời em. Ít mấy thêm. Này, chắc là chuẩn bị một ít nữa sẽ chơi trò chơi. Nói nhé. Dạ thưa thầy. Theo hồi nãy câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ hai của em là thầy kêu là với chính sách mà thu hồi hàng 6 tháng ấy, thì bây giờ ví dụ như em không muốn thu hồi hàng mà em muốn phát triển lâu dài hơn, muốn cho đại lý mình vững hơn, chứ không phải là đưa cái thu hồi hàng ra để kích họ vào hội nhập hàng của mình, mà em muốn họ phát triển hơn, thì thầy giúp em làm sao và cùng các bạn đại lý ở đây làm sao để giải quyết được cái vấn đề đó nó tốt hơn, chứ không phải là để thu hồi hàng cho đại lý. Rồi. Em hiểu sai ý mình rồi, em cứ ngồi đi. Nhưng mà em hiểu sai ý mình, tức là đấy là một chiến lược bán. Tức là nhá, bây giờ em phải hiểu là đại lý giống như bọn em đang ngồi đây. Thực ra tại thời điểm này nếu mà tôi tuyển đại lý cho Chambon chẳng hạn thì trình độ hiện tại của bọn em là như nhau. Ý tôi muốn nói là gì? Bây giờ bạn cứ nhập hàng đi, với lại 6 tháng nữa bạn mới nhập hàng, tức là bạn muốn phát triển bền vững. Bạn muốn phát triển bền vững, bạn muốn phát triển bền vững tức là bạn không muốn thu hồi hàng, bạn muốn đại lý bán được, đúng không ạ? Nhưng mà cái cách mà bạn thuyết phục họ để trở thành đại lý sẽ rất là lâu. Thì tôi lại làm một cái điều ngược lại, bởi vì về mặt kinh doanh ấy, chiến lược mà đột phá thì sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tôi lại làm điều ngược lại là bây giờ mày cứ làm đại lý đi, sau đó thì tao sẽ dạy mày để bán được hàng, chứ không phải là tao dạy mày để bán được hàng rồi mày mới làm đại lý. Đấy là em hiểu sai cái chiến lược của mình. Bạn nhập hàng, còn tôi không bao giờ muốn thả hàng ra trong 6 tháng tôi ôm về, thì tôi là thằng đi tự tử đầu tiên. Tất cả những cái lời lãi của tôi trong bao nhiêu năm tháng xây dựng là bây giờ là mất hết, đúng không ạ? Mà chiến lược của tôi là bạn chưa tự đi bán hàng, đúng không? Bạn cứ nhập đơn nhỏ 5 triệu 10 triệu không chết người, đúng không? Không làm bạn cảm thấy gọi là mất đơn hàng này, hay là không giảm. Tôi giả định tồi tệ nhất là bạn nhập về mà không bán được, tôi giả định như vậy, thì bạn sẽ làm gì? Không chết người, đúng không? Gia đình cũng không ly tán, không bị chồng đánh đập, đúng không? Vì đã đem hết tài sản của gia đình đi, đúng không? Có 5 triệu đơn hàng nhưng mà sau đó tôi sẽ vẽ cho bạn một lộ trình 3 tháng. Tháng thứ nhất bạn học những cái nội dung này, tháng thứ hai bạn học nội dung này, tháng thứ ba bạn học nội dung này, tháng thứ tư bạn học nội dung này, tháng thứ năm học lộ trình 6 tháng, lộ trình 9 tháng, lộ trình 1 năm. Chẳng nhẽ 6 tháng tôi dạy bạn mà bạn lại không bán được 10 triệu tiền hàng à? Nếu như đến thời điểm đấy mà bạn vẫn không bán được hàng thì sẽ xảy ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất là đại lý này thực sự là cực ngu, mình cũng không nên hợp tác, đúng không? Chứ bây giờ bạn phải hợp tác với người ta phải nói tiếng Việt, người ta phải hiểu chứ. Dạy 6 tháng bán 10 triệu tiền hàng không bán được thì tôi nghĩ không nên hợp tác với cô ta. Ai đồng ý với tôi giơ tay à? Dưới kia không giơ tay thì không cho ăn trưa. Giơ tay được chưa? Và đấy là những cách các bạn đi hàng cực kỳ nhanh. Nhưng đổi lại các bạn phải đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp. Các bạn phải ép, bởi vì chỉ có thúc ép người ta mới tạo ra được đột phá. Chứ cứ lề mề cứ để chị nghĩ. Tức là để chị nghĩ lại quay lại cái bài giảng một cách hai thứ mà thôi. Tức là nó không nghĩ gì cả. Nhập đi nhá. Tôi sẽ bán hàng. Tôi khẳng định với mọi người hiện nay nếu mà tôi tung ra chương trình này, đây tôi chưa làm thôi. Giả sử tôi kết hợp với chị Trang, tôi sẽ làm như này. Đấy là lý do tại sao mà rất nhiều người thích làm với tôi.
Vì tôi nghĩ được những cái chương trình điểm như vậy. Các anh chị có đồng ý với tôi rằng là bỏ tiền đến đây học một chương trình như này